cùng điểm lại các ca sĩ Việt gặp tam tai năm 2023. 1. Rắc gây ồn ào khi đưa hình ảnh Messi vào MV. Đầu tháng 9, ca sĩ trở lại làng nhạc qua MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra, nội dung về giấc mơ làm cầu thủ của cậu bé nghèo. Rắc đưa hình ảnh cuộc gặp gỡ danh thủ Lionel Messi vào sản phẩm nhưng bị một bộ phận khán giả cho rằng lợi dụng hình ảnh huyền thoại bóng đá thế giới. Sự việc căng thẳng khi xuất hiện tin đồn giọng ca trẻ phải bỏ ra 60 tỷ đồng để có cuộc gặp mặt. Doanh nhân đứng ra kết nối cho Rắc lên tiếng cho rằng ca sĩ lật lọng, vi phạm hợp đồng. Trong khi đó, phía giọng ca sóng gió sau đó nói chi hơn 5 tỷ đồng cho người môi giới, phủ nhận thông tin đi ké, đồng thời khẳng định mọi chi phí đi lại, ăn ở trong chuyến đi châu Âu phải tự lo. Người này sau đó nói Rắc cần đưa ra bằng chứng, bằng văn bản về việc đã xin phép phía Messi đưa hình ảnh vào sản phẩm âm nhạc. Đến nay, phía ca sĩ không có thêm phản hồi. 2. Hoàng Thùy Linh với thái độ trịch thượng trong họp báo thông báo tổ chức Vietnammy Concert. Hồi tháng 9, ở họp báo công bố Vietnammy Concert đầu tiên trong sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh nhận câu hỏi của phóng viên về vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong live show cũng như khả năng hát live của cô. Cách trả lời lòng vòng cùng các hành động lôi kéo phóng viên lên sân khấu, đứng trước toàn bộ các bên báo chí khiến nữ nghệ sĩ bị công chúng chỉ trích Hoàng Thùy Linh có thái độ trịch thượng. Sau hơn 2 tuần, ca sĩ viết thư xin lỗi, nói sẽ rút kinh nghiệm về cách ứng xử, giao tiếp. Dù drama trước live show nhưng concert hôm 29 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh của Hoàng Thùy Linh diễn ra khá thành công, các chỗ ngồi tại nhà thi đấu Phú Thọ gần như được lấp đầy. 3. Nu Phước Thịnh, Đỗ Hiếu tố nhau về bản quyền ca khúc. Cuối tháng 10, nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho biết 8 bản hit anh sáng tác giai đoạn 2014 đến 2018 do ca sĩ Nu Phước Thịnh hát. Đều đã hết thời hạn độc quyền 2 năm nhưng nam nhạc sĩ không nhận được phản hồi từ phía ca sĩ về gia hạn hợp đồng. Phía Nu Phước Thịnh sau đó lên tiếng nói không tái ký vì nhiều lý do, đồng thời khẳng định không hát chùa hay sử dụng bừa bãi tác phẩm vì đều đóng tác quyền ca khúc thông qua Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. 4. Trịnh Thăng Bình xin lỗi vì hát live chưa tốt. Hồi tháng 9, Trịnh Thăng Bình nói xin lỗi vì thời gian qua mang đến những tiết mục chưa đạt chất lượng sau loạt chỉ trích của khán giả. Trước đó, nhiều video trình diễn của anh lan truyền trên mạng xã hội nhưng giọng hát bị nhận xét chênh phô, phát âm tiếng Việt lơ lớ như người nước ngoài. Sau một thời gian dài, ca sĩ thừa nhận gặp vấn đề sức khỏe. 5. Nam em bị tố cáo hát nhạc độc quyền không xin phép. Hồi tháng 10, phía ca sĩ Cao Thái Sơn yêu cầu đơn vị tổ chức đêm nhạc và nam em trả lời việc sử dụng không xin phép ca khúc Tất cả hoặc không là gì của anh. Bài hát anh đã mua độc quyền trọn đời, đại diện phòng trà sau đó liên hệ ca sĩ để xin lỗi, còn nam em thì giữ thái im lặng và đột nhiên cắp story nhiều bên khác chê xấu cô. Điển hình là cắp story cho rằng hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nén đá giấu tay cô nhưng sau đó nàng hậu này đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, cho rằng không làm gì cũng bị gọi tên. Hồi năm 2022, nam em cũng từng lên tiếng nhận lỗi, nói sẽ rút kinh nghiệm sau khi bị nhiều nhạc sĩ. Ca sĩ phản ánh hát chùa nhiều nhạc phẩm nhưng có vẻ sang năm mới thì cô cũng quên luôn lời xin lỗi này. 6. Ồn ào của chị đẹp Lệ Quyên và phai đính kèm Lâm Bảo Châu được ưu ái quá mức tại chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Bạn trai của Lệ Quyên, người mẫu Lâm Bảo Châu là một trong ba host của chương trình bên cạnh Anh Tuấn và Quốc Trường. Tuy nhiên, tình trẻ của Lệ Quyên bị netizen cho rằng có màn thể hiện nhạt nhòa, cách nói chuyện không cảm xúc, đài từ kém. Ấn tượng duy nhất mà nam người mẫu để lại trong chị đẹp đạp gió rẽ sóng là hình ảnh anh hết lòng chăm chút cho Lệ Quyên. Tuy nhiên, việc Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu thể hiện tình cảm trên show lại có phần ố dề. Thậm chí có những bình luận cũng cho rằng chính những khoảnh khắc như vậy khiến cho phiên bản Việt Nam kém chuyên nghiệp hơn so với bản gốc. Gần đây nhất là vòng công diễn 3, Emily dẫn dắt đội của mình trong tiết mục Mắt Sắp Bước Gì, Mưa Phi Trường. Team Emily trong công 3 gồm đội trưởng Emily, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Trang Pháp, Huyền Baby. Tuy nhiên, tiết mục tiếp tục thổi bùng lên tranh cãi của cộng đồng mạng và vấn đề vẫn xoay quanh một chị đẹp dù không làm đội trưởng nhưng góp mặt trong đội, Lệ Quyên. Các ý kiến phản đối chỉ ra rằng tiết mục lần này không mới mẻ, concept cũng đã cũ. Đặc biệt, sự hỗ trợ của bạn trai Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu trong dàn vũ công phụ họa bị đánh giá là không cần thiết, thể hiện việc chương trình quá ưu ái cho nữ hoàng phòng trà. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người tin rằng Lệ Quyên chính là chị đẹp nắm chắc suất debut ở vòng chung kết khi họ cho rằng nữ ca sĩ đang nhận được quá nhiều sự ưu ái đến từ chương trình. 7. Chu Bin và sự cố rò rỉ vật lạ trên sân khấu. Chu Bin cho biết, đây là sự cố không mong muốn, có người xấu hại anh. Bạn gái hiện tại của Chu Bin lại nghi người cũ của anh đã thuê người làm nhằm hạ danh dự nam ca sĩ. Trước đó, Chu Bin từng gây chấn động với ồn ào tình ái. Cụ thể, một tài khoản NT đã tố Chu Bin sống bỏ rơi bạn gái có bầu rồi chạy theo người khác. Người này còn tố Chu Bin thậm chí đã dọa cắt tiền trợ cấp nếu cô dám khui anh.